em cũng cảm thấy mọi người cần thêm những năng lượng nhiều hơn và những cái kinh nghiệm mà từ từ quá trình bản thân em đã làm việc được, cũng như là những cái gì mà ngày hôm nay em đã cảm thấy mình nên chia sẻ cho tất cả mọi người những gì mà em đã làm được trong thời gian qua. Thì cũng lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới toàn thể tất cả quý cô chú, anh chị ở trong cái buổi Zoom trong buổi tối ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và chúc cho tất cả chúng ta luôn thành công trên con đường chúng ta lựa chọn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, với cái mục đích mà chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây, trên cương vị là một người hiểu trước, biết trước về cơ hội, cũng như đó là đã nếm trải một số các công việc mà ngày hôm nay với công việc này nó gần như là tương tự, và với kinh nghiệm của em mong muốn là truyền đạt tới tất cả mọi người. Với buổi tối ngày hôm nay, em không nói sâu về dự án, em không nói sâu về anh Trung hay là về Mayland hay là về bất cứ một điều gì liên quan tới dự án quá nhiều và quá sâu. Em chỉ chia sẻ những gì em đã làm được, và em cũng mong muốn rằng tất cả quý anh chị, cô chú ở đây, những người chúng ta đang ngày đêm ấp ủ cho mình một cái công việc tốt và một cái sự thay đổi cuộc sống mà chúng ta chưa chưa làm được, thì đến với Mayland, nếu chúng ta muốn làm được thì chúng ta cũng phải có một cái công thức, và chúng ta cũng phải có một cái gì đó chúng ta mới có thể thành công được. Thành công không phải là một cái con đường có thể trải thảm hoa hồng cho chúng ta đi, mà thành công trên đường đó rất là nhiều chông gai và khó khăn và thách thức. Thì chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để chúng ta có thể là hái được quả ngọt? Thì trong buổi tối ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ những điều mà em đã từng đi và từng nếm trải. Thì em cũng kể về quá khứ của em một chút, đó là từ khi năm 2010 em bắt đầu bén duyên tới kinh doanh, và khi đó gọi là kinh doanh theo mạng, bán đà hàng đa cấp, mà cái thời điểm đó nó rất rầm rộ, và nhất là những tỉnh thành phía Bắc. Thì thời điểm đó em vừa tròn 20 tuổi, em đã bước chân ra đời và biết đến là công ty lô hội đầu tiên. Và khi đó thực sự để mà nói, một gói mì tôm bẻ đôi không dám ăn, mà chỉ có để dành tiền để mua một bộ đồ đẹp, gọi là quần quần đen áo trắng để đóng thùng, để gọi là đi đi tiếp thị, đi bán hàng với ước mơ là phải đổi đời. Đó chắc hẳn là có nhiều anh chị cô chú ở đây đã từng rồi đúng không ạ? Đã từng rồi. Và em cũng vậy, và em đã mong muốn và ước muốn mình sẽ trở thành một con người khác, bởi vì hoàn cảnh của mình không cho phép và cuộc sống của mình không cho phép, và bố mẹ chúng ta nghèo không thể lo cho chúng ta được, và chúng ta phải thay đổi. Thì em đã từng như vậy và bén duyên đến kinh doanh, đến hiện tại bây giờ đã gần là 10 năm rồi. Và với môi trường kinh doanh đã cho em rất nhiều thứ, và đã cho em cả thành công cả thất bại. Và chắc chắn trong thất bại nó sẽ là một cái bài học quý giá để ngày hôm nay em có mặt ở đây, bỏ qua rất nhiều các dự án khác nhau ngoài ngoài xã hội để tập trung 100% năng lượng với Mayland. Đó là cái điều mà em ngày hôm nay là ấp ủ mong muốn. Thứ nhất, đó là đi cùng với anh Trung, một người thuyền trưởng, để dẫn dắt cái con tàu ra đại dương, ra thế giới với Mayland. Thứ hai, đó là em muốn ấp ủ một điều rằng trí tuệ Việt Nam không thua kém với bạn bè Nam Châu, nhưng chúng ta có trí tuệ, nhưng chúng ta chưa có sức cộng hưởng. Và em cũng mong muốn em là một hạt cát giữa sa mạc cát để cộng hưởng điều đó, để đem đến cái giá trị của mình cộng với toàn thể tất cả quý anh chị là nhà đầu tư ở trong Zoom này, hoặc là hơn 20.000 nhà đầu tư trên toàn hệ thống, thì chúng ta cùng nhau lan tỏa cái dự án này đến với nhiều người hơn nữa. Thì ngược về quá khứ một chút, trong cái slide mà em sắp sửa chia sẻ ở đây, thì em cũng xin chia sẻ cái slide của em trong buổi tối ngày hôm nay để em có thể chia sẻ rõ hơn. Thì tất cả mọi người có thấy cái slide ở trên màn hình không ạ? Vậy ngày hôm nay em muốn hỏi tất cả mọi người rằng chúng ta có tin tưởng vào dự án, tin tưởng vào anh Trung ạ? Nếu mọi người tin tưởng chúng ta đánh số 1 ạ, còn không tin tưởng chúng ta đánh số 2. Em hy vọng rằng cái quyết định đánh đó sẽ là quyết định để chúng ta thành công hay thất bại trong tương lai. Nếu chúng ta đã quyết định là chúng ta tin tưởng vào, đó là sự dẫn dắt của anh Trung, và tin tưởng vào quyết định của ngày hôm nay chúng ta đến với Mayland, thì
Xin chúc mừng tất cả chúng ta đã giành một cái phần thắng ngay ban đầu, đó là vượt qua được cái bóng chính bản thân mình. Thì ở trên màn hình của chúng ta có một cái câu nói của ông Obama là dù cho bạn đến từ nông thôn hay thành thị, thành công của bạn được quyết định bởi sự tự tin và những nỗ lực ngoan cường. Thì cái điều này đó là trên lý thuyết. Nó là trên lý thuyết, nhưng thực tế để áp dụng vào cho tất cả mọi người chúng ta ở đây là một quá trình, có phải không ạ? Là một quá trình. Và em cũng mong muốn rằng trong quá trình này, mỗi ngày chúng ta tích lũy cho chúng ta 1% thì chúng ta sẽ đạt được cái giá trị của mình mong muốn. Đó, đó là những gì mà em mong muốn tất cả mọi người ngày hôm nay. Chúng ta đi đến với một dự án tại Việt Nam. Và trong thời gian vừa qua em khẳng định với tất cả mọi người, chúng ta đang còn phân vân, còn băn khoăn, còn lo lắng, không biết dự án Việt Nam sẽ như thế nào, có đủ khả năng để đi xa hay không, có đủ khả năng để chèo lái được đến đích hay không, hay là vân vân và vân vân, rất nhiều câu hỏi đặt ra. Nhưng với một cái những câu hỏi như vậy, em rất là mong muốn tất cả mọi người hãy nói thật lòng mình của chính bản thân chúng ta rằng cuộc sống này có phải khi nào cũng thành công không ạ? Cuộc sống này có phải khi nào cũng luôn luôn thất bại không ạ? Chắc chắn là không. Cuộc sống này sẽ có thất bại và ngược lại sẽ có thành công. Không có một cái gì là nó tồn tại mãi mãi, cũng không có một cái gì gọi là vĩnh viễn, hoặc không có một cái gì là một bề cả. Cũng như cuộc sống gia đình chúng ta, vợ chồng, chúng ta có những người yêu nhau 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm, nhưng khi lấy nhau 1-2 năm vẫn bỏ nhau như bình thường. Đó là kết quả của chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta đầu tư 10 năm, 20 năm, nhưng thất bại vẫn là thất bại. Và sau cái thất bại đó chúng ta sẽ làm được gì? Đó mới là vấn đề. Thì em cũng mong muốn bất cứ một công việc nào trên thế gian này đều có sự rủi ro. Và rủi ro nhiều hay rủi ro ít là do chính chúng ta, chính thái độ của chúng ta ngày hôm nay đến với công việc, nắm bắt với công việc và làm với công việc với thái độ như thế nào. Còn nếu chúng ta cảm thấy mình đến với công việc chỉ là một cuộc hành trình rong chơi hay một cuộc du lịch thì chúng ta luôn luôn sẽ trở thành những chuyến du lịch và không có giá trị và không đem lại mục đích cao cho chúng ta được. Thì với slide ngày hôm nay thì đây, em sẽ lướt qua cho tất cả mọi người thấy tại làm sao chúng ta phải tin tưởng vào dự án của chúng ta. Rồi, ở trên màn hình chúng ta có thấy được là một cái thông tin mà cách đây lâu lắm rồi đúng không ạ? Ngược về quá khứ tìm ra cái gọi là niềm tin. Thì mọi người có nhìn thấy không ạ? Cách đây vào năm 2009 thì VTV1 đã nói đến đó là tiền ảo Bitcoin, cơ hội và nguy cơ. Và chắc chắn là cái kênh này nó nói xấu rất là về cái đồng Bitcoin này, đúng không ạ? Và những anh chị em nào, những cô chú nào đã từng đầu tư vào tiền điện tử thì chúng ta sẽ hiểu cái cảm giác này. Nhưng đến ngày hôm nay chúng ta thử xem và chúng ta thử lên cái sàn gọi là Market Cap xem chúng ta nhìn nhận đó cái đồng Bitcoin của chúng ta sẽ có giá trị là như thế nào ạ? Bây giờ chúng ta bỏ ra 100-200 triệu chưa chắc chúng ta đã mua được một đồng của nó. Có phải không ạ? Đó là cái giá trị mà ngày hôm nay cái sự niềm tin của cộng đồng, niềm tin của mọi người dành cho dự án, và dự án đã đem ra cái kết quả cho chúng ta ngày hôm nay. Và chỉ có kết quả đó là minh chứng cho sự thật của chúng ta. Thì cái điều này em cũng mong muốn rằng tất cả mọi người chúng ta hãy đặt niềm tin vào một cái điều. Đó là điều rất là rõ ràng ở đây, đó là giá trị. Giá trị đem đến cho cộng đồng. Cộng đồng được cái gì khi tham gia vào dự án? Cộng đồng được những gì khi tham gia với Mailand? Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như vậy để chúng ta xác định đây là cuộc chơi hay là đây là một sự nghiệp. Còn nếu chúng ta chỉ ném tiền vào, đợi chờ may mắn thì một ngày nào đó tiền của chúng ta cũng như nào ạ? Như bèo giạt mây trôi, đơn giản như vậy thôi. Đó là cái điều mà chúng ta ngày hôm nay phải chấp nhận ngay từ đầu. Một là cuộc chơi, hai là chấp nhận 1 năm, 2 năm, 3 năm để tạo thành sự nghiệp. Rồi tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo nữa. Đó là gì ạ?
Chúng ta có thấy là hai tờ báo nói về một cái nền tảng công nghệ mà hiện tại bây giờ gọi là đang là một cái xu thế của châu Á cũng như của thế giới. Và cái tờ báo bên tay trái thì nói đến đó là có nên chạy Grab, một hình thức lừa đảo kiểu mới cách đây 2 năm về trước. Đấy, và tờ báo bên phải cũng vậy. Có nghĩa là những tờ báo luôn như nào ạ? Là một cái gì đó ngăn cản, cản trở cái hành trình chúng ta lựa chọn công việc của chúng ta đang làm. Và thường là những công việc mới, thường những công việc gọi là đang là xu thế thì gọi là hình thức lừa đảo, thường thường là vậy. Nhưng đến ngày hôm nay thì sao ạ? Grab đang là một cái xu thế thực sự không thể thay thế tại Việt Nam. Nó đã du nhập về Việt Nam, cả GoViet, cả Grab, Uber rất là phát triển hiện tại bây giờ. Và tại thị trường Việt Nam nó đang là một cái gọi là cơn gió lạ của lĩnh vực đó là giao thông vận tải. Đúng không ạ? Thì bây giờ bao nhiêu ông lớn đang đầu tư vào Grab? Vào tháng 2/2019, Grab cho biết trong vòng gọi vốn mới nhất, startup này đã kêu gọi được 4,5 tỷ USD. Đó là một cái điều mà rất là không tưởng đúng không ạ? Và có thể là các nhà sản xuất ô tô Toyota này, Hyundai này, gã khổng lồ Microsoft này, quỹ đầu tư Capital này, Trung Quốc này, ở Mỹ này, rất là nhiều đã đầu tư vào. Vậy Grab là gì? Grab là một dịch vụ gọi xe nhanh và giúp cho giữa người có xe và người cần có xe tìm đến nhau một cách nhanh nhất thông qua ứng dụng. Còn chúng ta là gì? Có giống như phiên bản Grab này không ạ? Chắc chắn là giống nhưng khác về lĩnh vực, có phải không ạ mọi người? Vì thế ngày hôm nay đây có phải là một xu thế để chúng ta niềm tin, tạo dựng cho chúng ta một cơ hội? Nhưng vấn đề niềm tin là chúng ta tin vào đầu chúng ta, nhưng tin phải xuất phát bằng hành động. Còn chúng ta tin mà chúng ta đứng nhìn người khác làm thì một ngày nào đó cái niềm tin này cũng trở thành vô nghĩa. Mà chúng ta tin phải hành động. Hành động làm gì? Hành động đó là cùng nhau giúp đỡ nhiều người chưa biết về Mailand, cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn của công chúng khi nói về Mailand là những tin đồn xấu về nó và về Mailand. Đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng ta phải tin vào anh Trung, tin vào dự án, tin vào những gì chúng ta đang làm và quyết định đây là tương lai của chúng ta, thì lúc này chúng ta có cơ sở để thành công rất là lớn. Còn ngược lại, nếu tất cả quý anh chị chúng ta vào đây, chúng ta chỉ đầu tư cho vui, chúng ta chỉ đầu tư để suy nghĩ là lướt sóng, rồi chúng ta chốt lời hoặc chúng ta làm mì ăn liền, thì cơ hội rất là mong manh với tất cả quý anh chị. Đó là sự thật. Bởi vì khi chúng ta nói đến cái bài học là cha giàu cha nghèo thì chắc chắn chúng ta biết điều này, đúng không ạ? Một người cha thì mong muốn là cho con mình học thật giỏi để sau này kiếm một công việc ổn định và có những khoản lương cao. Còn một người cha thì mong muốn rằng con mình hãy học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền và thuê những người giỏi hơn con về làm việc cho con và dùng số tiền đó đẻ ra tiền để sau này làm chủ chính cuộc đời của mình. Thì hai tư tưởng của hai người cha này hoàn toàn khác nhau và em cũng mong muốn rằng tư tưởng của tất cả mọi người chúng ta cũng phải thay đổi. Hãy dùng cái đồng tiền để bắt nó lao động giúp cho cuộc sống của chúng ta, chứ chúng ta đừng bỏ sức lao động của chính bản thân mình để ngày đêm kiếm tiền, gọi là chúng ta nô lệ cho đồng tiền. Đó là điều mà ngày hôm nay em mong muốn tất cả mọi người như vậy. Và tiếp tục, còn hàng tá cơ hội khác cũng bị coi là lừa đảo thì hiện tại bây giờ đến nay đã như thế nào? Ví dụ như trên màn hình mà tất cả mọi người có thấy không ạ? Nếu chúng ta có thể là có ghi chép lại được trên cái sổ sách của mình á, sau này chúng ta chia sẻ cho khách hàng chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng để ghi chép lại. Bởi vì là một khối óc thông minh không bằng một màu bút chì cùn. Đó là những cái thông điệp mà em mong muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúng ta hãy ghi lại và chúng ta chia sẻ cho khách hàng chúng ta. Năm 1975, kinh doanh Amway bị cho là hành vi bất hợp pháp và theo mô hình đa cấp kim tự tháp. Nhưng đến hiện tại, Amway vẫn tồn tại, vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Và em chỉ nói đơn giản là như thế nào ạ? Đó là một
điều mà không tưởng với những mô hình mà khi mới bắt đầu xuất phát họ thường bị coi là phi pháp, hoặc là bị coi là không gì ạ, không đúng pháp luật. Thì bây giờ nó đang tồn tại, đang phát triển rất là mạnh mẽ. Hoặc năm 1994 đa phần đều nói không nên đầu tư vào cổ phần Amazon. Amazon là một trang thương mại điện tử đến từ Mỹ. Và hiện tại bây giờ Amazon là như thế nào ạ? Có giá trị cổ phần cao rất là kinh khủng luôn. Đó. Và hiện tại bây giờ đó là một cổ phần của nó rơi vào 1.800 USD. Rất là kinh khủng. Và năm 1998 lại có thông tin cổng thanh toán PA lừa đảo. Thì bây giờ PA như thế nào ạ? Là một cái gì ạ? Cái nền tảng mà ví điện tử thông dụng gọi như là toàn cầu. Hay là 2007 khi xuất hiện điện thoại thông minh màn hình cảm ứng thì rất nhiều người sử dụng và nhiều người xem là điên rồ, một trong những ý tưởng quá điên rồ. Thì bây giờ như thế nào ạ? Xu thế xã hội đang thay đổi. Hay là năm 2009 là Bitcoin là tiền ảo đấy, thì gọi là lừa đảo. Thì bây giờ sẽ như thế nào? Đó là những cái con số mà dẫn chứng đơn giản, rõ là lừa đảo, cho là ảo tưởng, cho là phi lý, nhưng đến nay đã phát triển, đã đi lên, đã thành công. Thì đó là cái điều mà ngày hôm nay tất cả quý anh chị chúng ta hãy đặt niềm tin vào chính bản thân quyết định chúng ta ngày hôm nay, đặt niềm tin vào dự án, đặt niềm tin vào anh Trung để chúng ta có một kết quả lớn hơn. Rồi, và tiếp tục câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thì khi em đến với Mainland, em đã gạt bỏ đi rất nhiều những công việc khác nhau. Ví dụ như em là dân đầu tư tài chính, đầu tư rất là nhiều kênh, nhiều mảng, đầu tư ngắn hạn có, dài hạn có, rồi đầu tư trung hạn có, miễn sao công việc nào kiếm được ra tiền là em đầu tư. Nhưng thực tế, đầu tư những kênh đầu tư ngắn hạn rủi ro rất là cao. Khi em có lợi nhuận cao thì đồng nghĩa rủi ro rất là lớn. Nhưng rủi ro bản thân mình đã đành, nhưng rủi ro cho những người đi theo mình thì cái này là một cái điều mà trong tâm mình không bao giờ mong muốn. Và lúc đó thì em đã suy nghĩ rằng từ bỏ tất cả để tập trung vào một cái điều gọi là giá trị. Giá trị cho bản thân mình, rồi giá trị cho tương lai, giá trị cho gia đình mình, giá trị cho cộng đồng, và đem đến một cái cơ hội mới cho lĩnh vực. Thì lúc đó em đã gạt bỏ đi tất cả và theo đuổi ước mơ trở thành một người khác biệt. Và cuối cùng thì em đã đạt được một cái điều mà ngoài mong muốn, đó là tập đoàn, công ty đã ủng hộ cũng như cho phép bản thân em trở thành một trưởng đại diện văn phòng tại Đồng Nai. Và em cũng đang ấp ủ một giấc mơ lớn hơn, đó là giúp đỡ cho nhiều người khó khăn hơn với một số tiền thấp nhất để làm việc, để cống hiến cho tập đoàn Mainland. Và chỉ có những người chịu khó, chỉ có những người khó khăn họ mới hiểu được cảm giác rằng tiền là cái gì. Còn những người giàu có, những người có thể là có những cuộc sống xa hoa rồi, thì họ chỉ coi tiền là một cái công cụ để họ có thể là kinh doanh mà thôi. Thì thực sự với em, đến với kinh doanh là một cái điều ngày hôm nay em cảm thấy đó là may mắn. Và quá khứ của em là một người không học đến trình độ lớp 12, không học đến trình độ lớp 12, xong đó em còn đi ra cuộc sống rất là sớm. Và khi đi ra cuộc sống thì em đã vấp ngã rất là nhiều lần và bén duyên với kinh doanh. Và khi kinh doanh đến, mình cảm thấy kinh doanh là một cái đòn bẩy giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống nhanh nhất. Chỉ có kinh doanh mới giúp cho chúng ta nhanh giàu có nhất. Người ta bảo rằng phi thương là bất phú, không kinh doanh thì rất là khó để chúng ta có thể là thành công và nhanh giàu có được. Thì đến ngày hôm nay, xu thế cuộc sống xã hội đã thay đổi, và xu thế cuộc sống ngày càng thay đổi theo nhu cầu của con người. Và con người chúng ta không phải có thể là có bằng cấp chúng ta mới giàu có được, mà thậm chí những người chỉ học lớp 5, chỉ những người học cấp 2 thôi, chúng ta vẫn có thể giàu có và trở thành những tỷ phú rất là bình thường. Cuộc sống này không cần bằng cấp. Bằng cấp mà chúng ta không có ý thức, không có tầm nhìn thì chúng ta cũng chỉ là con số 0. Mà chúng ta ngược lại, nếu chúng ta không có bằng cấp
mà chúng ta ý thức được rằng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy nắm bắt cơ hội, thì cơ hội này sẽ thuộc về chúng ta. Và chúng ta có nắm bắt được hay không do quyền và quyết định của chúng ta ngày hôm nay, chứ không phải là quyết định của một ai đó trong xã hội này, hay là gia đình, hay là một người anh em nào đó, đúng không ạ? Thì em muốn giao lưu với tất cả mọi người rằng đã ai đầu tư một cái gì đó, làm việc một cái gì đó mà bị vợ phản đối, hay chồng phản đối, hay người nhà phản đối, hay là bạn bè phản đối, hay là những người xung quanh phản đối chưa ạ? Có không ạ? Nếu có, mọi người hãy comment số 1 cho em được không ạ? Nếu mọi người đã được sự phản đối của mọi người xung quanh, thì em xin chúc mừng tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta đã có gì ạ? Đã có một cái điều mà ngày hôm nay người khác không hề có, là được sự phản đối của mọi người xung quanh. Thì đó là một cái ngày hôm nay mà em cũng mong muốn rằng cái phản đối đó là cái động lực của tất cả mọi người để chúng ta thay đổi chính bản thân mình. Còn ngày hôm nay chúng ta không được sự phản đối thì đồng nghĩa chúng ta không biết con đường nào để chúng ta đi. Và cái phản đối chính là cái động lực của chúng ta để thay đổi ngày hôm nay, cũng giống như em khi em bắt đầu đến với kinh doanh và đầu tư thì anh em phản đối, bố mẹ phản đối, và thậm chí bố mẹ còn nói đến hai từ là từ mặt con cái, bởi vì cái danh dự đó, và phản đối rất là kịch liệt. Nhưng với em ngày hôm nay, em nói với bố mẹ một từ rằng á, con không có bằng cấp, con không có ngành nghề, con không có ô dù, liệu làm sao con có thể lo lắng cho cuộc đời của mình nếu mình không khác biệt. Và từ khi đó thì bản thân em đã thay đổi ở chỗ đó là dám chấp nhận rủi ro để đến với một cái công việc khác biệt, và dám chấp nhận mọi thứ, nguyên rủa của bạn bè, rồi xa lánh của bạn bè, rồi có thể là bố mẹ rất là đau khổ, đau buồn vì một người con không có được cái hiếu nghe lời bố mẹ. Và đến ngày hôm nay, em năm nay 31 tuổi, đã có rất là nhiều những thứ mà những người bạn cùng trang lứa của em không có được. Có vợ, có con, có nhà, có cửa, có xe, có đầy đủ tất cả những gì em mong muốn. Vậy, tất cả những người bạn của em, hay là tất cả những anh chị, cô chú chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đạt được cái mục đích cuộc sống của chúng ta chưa ạ? Nếu chúng ta chưa đạt được cái mục đích cuộc sống chúng ta, đó là chúng ta chưa có sự hạnh phúc, chúng ta chưa có sự đó là giàu có về tiền bạc, hay chúng ta chưa có một cái sự gọi là tự do về thời gian và tài chính, thì ngày hôm nay chúng ta hãy chấp nhận 1 đến 2 năm để chúng ta làm việc, để chúng ta cống hiến, để chúng ta phấn đấu với Mayland này. Đó là điều em mong muốn tất cả mọi người chúng ta hiểu ra. Còn ngoài cuộc sống đầy rẫy những công việc khác nhau, nhưng chúng ta phải hiểu kinh doanh và đầu tư, bỏ tiền để làm học phí ngoài đường đời, chứ chúng ta không phải bỏ kinh nghiệm hay bỏ kiến thức hay là bỏ trải nghiệm nữa, mà chúng ta phải bỏ tiền ra để làm học phí trên đường đời, chúng ta mới có kết quả và thành công. Thì về với một cơ hội tốt, có một người thủ lĩnh dẫn đầu quá là có tâm có tầm như anh Trung, và có những đội nhóm luôn ngày đêm hỗ trợ tất cả mọi người để chúng ta làm việc, để chúng ta phấn đấu, để chúng ta nỗ lực, thì em nghĩ rằng đây chắc hẳn là một cái duyên cho tất cả mọi người để chúng ta biết đến cái cơ hội này, và cơ hội này sẽ giúp cho chúng ta thành công nếu chúng ta nắm bắt. Đó là điều em mong muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Còn Mayland nó tốt hay nó xấu, cộng đồng đã lên tiếng, em không cần nói nhiều. Cộng đồng đã lên tiếng, 20.000 nhà đầu tư đã lên tiếng, và hơn 90 quốc gia trên thế giới đã lên tiếng rằng Mayland là gì rồi. Còn em không cần nói tốt nữa, đúng không ạ? Em không cần nói nhiều về Mayland, em không cần phải ca ngợi về Mayland nó tốt như nào, chỉ cần cộng đồng đón nhận về Mayland là em quá yên tâm rồi, em quá ok về vấn đề này rồi. Đó là cái điều khẳng định với một cái vị thế mà Mayland đang tạo ra một cái làn sóng mới, đang tạo ra một giá trị mới tại Việt Nam cũng như toàn châu Á, và sắp tới 1-2 năm tới sẽ là toàn lãnh thổ của thế giới, để chứng minh một điều rằng người Việt Nam không thua kém bất cứ một đất nước nào trên thế giới này, và nền tảng của Việt Nam sẽ không thua kém bất cứ một nền tảng nào ngoài cuộc sống xã hội. Rồi, đó là những gì mà em chia sẻ bên lề một chút.
Và vào trong cái chuyên mục tiếp theo thì em có 16 cái điều. 16 cái điều này mong muốn tất cả quý anh chị chúng ta, những ai thực sự hiểu em đang nói gì, những ai thực sự mong muốn mình thay đổi trong cuộc sống này và mong muốn 1 đến 2 năm sau chúng ta sẽ thành công với Mayland, thì 16 điều này sẽ luôn là hành trình cho chúng ta đi trên chặng đường tiếp theo của tất cả mọi người. Nếu chúng ta làm được 16 điều này, khẳng định với tất cả mọi người chúng ta sẽ thành công. Và điều đầu tiên, cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó như thế nào. Thì cái điều này em không cần phân tích quá nhiều, bởi vì tất cả quý anh chị chúng ta đã hiểu ra được phần nào về cái lý lẽ, về cái mà cái lời nói ở trên đã nói ra với tất cả chúng ta là như vậy. Bởi vì cuộc sống này cơ hội rất là ít, mà chúng ta không nắm bắt thì mất phần chắc chắn. Và khi mất phần rồi thì người khác sẽ nắm bắt và họ sẽ thành công. Cũng giống như ngày hôm nay, chúng ta đừng đổ thừa cho số phận. Ông chúng ta nghèo, bố chúng ta nghèo, thì trong đầu chúng ta luôn có tư tưởng ba đời có lẽ là đời mình cũng nghèo nốt và chúng ta không muốn thay đổi. Nhưng sai lầm rồi tất cả quý vị. Mà chúng ta đổ lỗi cho số phận chỉ là một cái hình thức che đậy cuộc sống của chúng ta mà thôi. Chúng ta không dám, chúng ta không mong muốn, chúng ta không dám hy sinh, thì chúng ta sẽ không có cái sự thành công ngoài mong đợi. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, hãy tìm kiếm 3 sở thích của bạn. Một cái để kiếm tiền, một cái để bạn phát triển, một cái để sáng tạo. Về với Mayland, với em ngày hôm nay, thì 3 cái này hội tụ tất cả những điểm em đang cần. Với tất cả quý anh chị chúng ta không biết như thế nào, nhưng với em, 3 điểm trên đã tạo cho em khi em đến với Mayland cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là happy, rất là ok khi đến với tập đoàn Mayland. Thứ nhất, một người thủ lĩnh, một người dẫn đầu, một người thuyền trưởng luôn có tâm, có tầm, có tài giống như anh Trung. Em không nói để gọi là nói cho anh Trung vui nhé, mà thực tế chúng ta cứ cảm nhận anh Trung là một con người như thế nào. Rất rất là hiền và rất là bình thường. Không có một cái gì đó gọi là một người gì ạ? Một người thành công. Nhưng với bản thân anh Trung, thành công của anh hoàn toàn khác. Thành công của anh đó chính là luôn luôn chia sẻ, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn mong muốn những người đi theo mình thành công và luôn che chắn cho họ giống như những người cha. Đó là sự thành công của anh. Thì với Mayland, kiếm tiền là điều đầu tiên. Thứ hai, đó là phát triển bản thân là điều thứ hai với bản thân em ngày hôm nay. Thứ ba, để em khai thác được những điểm mạnh của em mà trong quá khứ những công việc khác em chưa có. Thì tất cả quý anh chị chúng ta ở đây đã làm được chưa ạ? Nếu chưa, chúng ta hãy khai thác hết giá trị tinh túy của mình về với Mayland. Ok chưa ạ? Cái điều thứ ba, để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể. Cái điều này thì em đã nói rất nhiều với tất cả mọi người rồi. Phật có nói một câu rằng á, mình không tin mình trời chu đất diệt. Có phải không ạ? Và ngày hôm nay chính bản thân chúng ta không tin vào quyết định của mình, không tin vào dự án, thì khẳng định với tất cả mọi người, chúng ta chia sẻ cho một người hay 100 người, người ta cũng không tin tưởng bạn. Khẳng định luôn, nếu mình không tin mình chia sẻ cơ hội này cho 1.000 người, người ta cũng chẳng tin. Bởi vì ngày hôm nay chính chúng ta tin, chúng ta cảm nhận, chúng ta sử dụng, và hành vi của chúng ta từ suy nghĩ xuất phát thành hành động, hành động mới tạo ra kết quả. Còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta không tin, đồng nghĩa cái này thì gọi là gì ạ? Một cái gọi là niềm tin rất là lớn. Rồi tiếp tục, cái thứ tư, không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng. Thì cái này là cái điều chắc chắn với tất cả mọi người rồi. Bất cứ một công việc nào chúng ta cũng phải cố gắng. Trong cuộc sống này có 2 điều tất cả mọi người phải cố gắng. Cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm cho gia đình mình hạnh phúc nếu chúng ta đã có gia đình rồi.
Và em đang cố gắng hai cái này luôn luôn song song với nhau, giữa đồng tiền, giữa kiếm tiền và giữa lo lắng hạnh phúc cho gia đình. Khi gia đình chúng ta hạnh phúc, khi gia đình chúng ta luôn no ấm, thì đồng nghĩa kinh tế của chúng ta, tiền bạc của chúng ta cũng song song mà đến. Còn khi chúng ta một trong hai nó gặp trở ngại và khó khăn, thì cuộc sống này rất nhiều những khó khăn bao trùm với tất cả chúng ta. Đó là quan điểm của em, cũng như suy nghĩ của em ngày hôm nay. Em luôn đó là cân bằng hai cái này với nhau để mình phát triển về bản thân, phát triển về cuộc sống, phát triển về tình yêu, tình cảm, phát triển về kinh tế của mình. Đó là cái điều mà thứ tư em mong muốn gửi tới tất cả mọi người. Cái điều thứ năm, nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng, làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bạn nghĩ, cái này em thấy mọi người rất là nhiều rồi. Em thấy nhất là những anh chị em lớp trẻ mới bước chân ra cuộc sống, mới tập tễnh bước chân đến công việc đầu tư. Chúng ta thường hay suy nghĩ, thường thường hay suy nghĩ cho người khác, hay suy nghĩ cho cảm giác của một ai đó, mà ngược lại không biết là suy nghĩ của mình đúng hay không. Đúng ạ. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta cứ lo lắng rằng không biết dự án này sẽ đi đâu và về đâu, không biết dự án này tốt hay là xấu. Nếu chúng ta hỏi ra những câu hỏi đó, thì tại sao quay lại chính bản thân chúng ta không hỏi chính bản thân mình ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu về Mayland được bao nhiêu rồi? Chúng ta hiểu giá trị của Mayland đem đến cho cộng đồng được những gì rồi? Hay là chúng ta chỉ biết đến hai từ Mayland, xong đóng ngoặc, mở ngoặc, ok, chấm hết, không hiểu Mayland đang làm cái gì, đang huy động vốn hay là đang góp vốn hay là đang đầu tư cái gì, không biết và không hiểu luôn. Và cứ bắt đầu là như nào ạ? Luôn trăn trở và băn khoăn lo lắng, không biết tiền mình đầu tư vào sẽ bị cái gì không, hay một ngày nào đó sờ cam hay không, hay là vân vân và vân vân. Thì em cũng mong rằng tất cả mọi người, trước khi đầu tư tài chính, chúng ta hãy đầu tư vào cái khối óc của mình đã. Chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có kiến thức, chúng ta có khả năng nhìn nhận, nắm bắt về công việc, tỷ lệ thành công chúng ta rất là cao. Doanh nhân có câu gì ạ? Kiến thức là tỷ lệ thuận cho sự thành công. Và thành công phải có kiến thức. Đó là cái điều mà ngày hôm nay em mong muốn tất cả mọi người phải có kiến thức chuyên môn về công việc mình đầu tư, thì chúng ta sẽ thành công. Còn ném tiền vào Mayland mà chúng ta lại đi làm dự án khác, ném tiền vào Mayland mà chúng ta đắp chăn nằm ngủ, thì tiền của chúng ta sẽ đi đâu và về đâu thì chúng ta chắc chắn là có câu hỏi rồi, đúng không ạ? Đó là cái điều mà em mong muốn tất cả mọi người hiểu ra vấn đề này. Rồi, vấn đề thứ 6, hãy luyện tập như bạn chưa bao giờ chiến thắng, hãy hành động như chưa thể bao giờ bạn thất bại. Đó là những cái châm ngôn rất là thú vị, nhưng để áp dụng vào thực tế tất cả mọi người thì em nghĩ rằng tất cả mọi người rất là khó khăn. Bởi vì tư tưởng của tất cả quý anh chị chúng ta, đa phần lớp trẻ, là chúng ta thường thường như nào ạ? Hay làm việc như nào ạ? Nửa chừng nửa vời, thực sự là như vậy. Và thấy cái gì mới là hay lao theo, chứ chúng ta không tập trung, và chúng ta không đó là kiên trì vào mục tiêu của chúng ta ngay từ ban đầu, mà chúng ta hay nửa vời lắm. Và cái nửa vời này là chấp nhận chúng ta phải thất bại, bởi vì là chẳng có một cái cơ hội nào, hay là chẳng có một cái công việc nào mà chúng ta không tập trung 100% mà chúng ta giành được kết quả cao hết. Đó. Mà những cái công việc thành công thường thường là sót lại cuối cùng của chúng ta, nếu chúng ta nắm giữ lấy nó, là thường chúng ta thành công. Thì em mong muốn rằng tất cả quý anh chị chúng ta hãy cố gắng tập trung 100% năng lượng của mình vào với Mayland. Chúng ta hãy hiểu Mayland là gì, Mayland đem đến cho chúng ta được như thế nào, Mayland giúp cho cộng đồng được điều gì, sau này lĩnh vực bất động sản tại làm sao phải cần tới Mayland. Thì lúc này chúng ta cảm thấy có một cái nguồn năng lượng rất là lớn trong đầu mình. Lúc này chúng ta đi chia sẻ cho mọi người xung quanh thì mọi người sẽ cảm thấy yên tâm.
Bởi vì chúng ta là người hiểu biết, chúng ta là người nắm vững, chúng ta là người đó là có kiến thức, thì mọi người sẽ luôn theo chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta. Ngược lại, chúng ta không biết gì thì chẳng có một đứa con nít nào họ theo mình cả. Khẳng định với tất cả mọi người như vậy. Bởi vì càng ngày xã hội càng tiến bộ, càng ngày con người càng thông minh ra, chỉ có những người thông minh, chỉ có người giỏi giang họ mới theo để nắm bắt, để học hỏi mà thôi. Còn những người ngu dốt hoặc những người có thể là kém hiểu biết thì họ có thể là lánh xa cũng nên. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta phải làm được. Cái điều thứ bảy, chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. Rồi, cái câu nói này mà tất cả quý anh chị chúng ta có hiểu ạ? Tư tưởng của tất cả quý anh chị chúng ta thường thường là mía liền. Đầu tư vào một công việc nào đó, nhận tiền về hàng ngày. Đầu tư vào một công việc nào đó để chúng ta có lợi nhuận về hàng ngày. Và cứ hàng ngày chúng ta có tiền là chúng ta luôn luôn đó là thấy là sung sướng. Nhưng ngược lại, chúng ta không biết đằng sau vấn đề đó chúng ta sẽ gặp điều gì. Thứ nhất, rủi ro cho tài chính của mình khi tham gia vào. Thứ hai, rủi ro cho những người đi sau, đi theo chúng ta, kèm theo. Và khi chúng ta mất tiền, chúng ta còn kiếm được lại. Nhưng chúng ta mất đi uy tín và niềm tin thì muôn đời chúng ta không bao giờ lấy lại được. Thì em cũng mong muốn Mayland không phải là một sân sàn tài chính để chúng ta bỏ tiền vào, lướt sóng, chốt lời hay là mì ăn liền. Mayland là một cơ hội đường dài giúp cho chúng ta 1 năm, 2 năm, 3 năm sau có một tương lai bền vững cả đời mình. Nếu chúng ta chấp nhận được hai vấn đề này thì xin mời tất cả quý anh chị chúng ta hãy đến với Mayland một cách đó là bằng cái tâm của mình. Còn nếu chúng ta suy nghĩ mì ăn liền thì Mayland không phải là cơ hội dành cho tất cả chúng ta. Và trong thời gian qua rất nhiều những khách hàng phàn nàn, rồi lo lắng, rồi thế này thế kia vân vân và vân vân. Bởi vì họ chỉ mong muốn rằng đó là chốt lời lướt sóng qua ngày thôi ạ. Đó không phải là đầu tư mà đó là đầu cơ. Và đầu cơ thì chắc chắn sẽ không bao giờ bền được. Và sẽ có một ngày rủi ro rất là lớn đến với tất cả mọi người. Tiếp tục, bất kỳ ai cố gắng dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn. Cái này là khẳng định. Bởi vì khi chúng ta nghèo thì xã hội, anh em, bạn bè, người thân khinh bỉ chúng ta, vùi dập chúng ta. Nhưng khi chúng ta có tiền, khi chúng ta giàu có thì họ lại ghen tị, ghen ghét chúng ta. Có phải không ạ? Cái này chắc chắn là phải. Bởi vì em cũng đã từng mắc phải, và em cũng đã từng bị như vậy rồi. Thì em cũng mong muốn rằng khi chúng ta sống bằng cái tâm của mình, sống bằng cái nhiệt huyết của mình, sống bằng một cái trái tim của mình, và luôn hướng về giúp đỡ người khác, luôn hướng về đó là dành đến giá trị tốt đẹp nhất cho người khác, miễn sao chúng ta không mất mát quá lớn về một điều gì đó, về kinh tế, về cuộc sống, thì chúng ta hãy cố gắng để làm điều đó. Và rồi một ngày nào đó, cái quả thơm của chúng ta sẽ hái được. Bởi vì gieo nhân thì gặt quả. Chúng ta gieo hạt tốt thì chúng ta sẽ gặt quả thơm. Đó là chuyện rất là bình thường ạ. Rồi điều thứ 9, em mong muốn tất cả mọi người ghi lại. Đó là cách để bắt đầu. Đó là dừng việc nói lại và bắt đầu làm. Cái này rất là hay, rất là ý nghĩa. Có nghĩa là tại làm sao ông trời sinh ra cho chúng ta hai cái lỗ tai, một cái miệng. Bởi vì bắt buộc chúng ta phải lắng nghe nhiều và chúng ta nói ít lại. Và chúng ta lắng nghe nhiều để làm gì? Bởi vì là nó cũng giống như một bông lúa chịu chắc hạt thì nó luôn cúi đầu, còn một bông lúa lép thì nó luôn ngẩng cái đầu lên trời. Có nghĩa là khi chúng ta giàu có, thành công hay là giỏi giang, chúng ta cũng phải biết cúi đầu của mình xuống để lắng nghe, để học hỏi, để tiếp thu thêm những kinh nghiệm của cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta luôn ngẩng cái đầu, ngẩng cái mặt mình lên trời á, thì
chắc hẳn một điều rằng chúng ta sẽ rất là khó để tiếp nhận thêm được những điều tinh túy trong cuộc sống này. Rồi, ok, cái thứ 10. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đấy chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn. Chúng ta có hiểu không ạ? Có nghĩa là ngày hôm nay, những người thường đi nói xấu một ai đó về mình á, thì chắc chắn bản thân mình một ngày nào đó họ sẽ mang đi nói xấu. Thì cái câu chuyện này thì trong cuộc sống này nó rất là nhiều, và em chỉ lướt qua để tất cả mọi người chúng ta hiểu thôi. Và ngày hôm nay chúng ta hãy nói những gì mà chúng ta luôn biết được, cảm nhận được và hiểu được. Còn ngược lại, chúng ta không nên nói những gì chúng ta không biết và chúng ta không, đó là chắc chắn, đó là kết quả thật. Cái điều thứ 11, hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng thì thực sự bạn đã ở nhầm chỗ. Cái điều này có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta luôn luôn phải học hỏi, luôn luôn phải thấu hiểu, luôn luôn phải trau dồi kiến thức của mình. Nếu chúng ta luôn tự cho mình là thông minh, giỏi giang, thì một ngày nào đó chúng ta tự đào thải chính bản thân chúng ta. Thì em sẽ lướt qua nhanh là những cái câu nói mà chúng ta có thể là rất là hiểu ở đây rồi. Bởi vì là thời gian không cho phép bản thân chúng ta quá dài trong buổi tối ngày hôm nay. Cái điều thứ 12, hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng, và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên. Và điều này khẳng định với chúng ta lại một lần nữa rằng á, mây lên ngày hôm nay chỉ là mới khởi đầu. Mây lên ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu cho tất cả quý anh chị chúng ta khởi động. Và chúng ta bắt đầu bước đi từng bậc, từng nấc thang một. Và không có một đứa trẻ nào sinh ra đã biết chạy, biết nhảy, đúng không ạ? Sinh ra chắc chắn đầu tiên có thể là nó phải khóc. Khóc vì dấu hiệu một cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Ít đứa trẻ sinh ra nó cười lắm mọi người ạ. Mà sinh ra đều khóc. Khóc đó là vì cuộc sống này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn sau này. Nhưng vấn đề chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hiểu được ra góc độ cuộc sống luôn gặp khó khăn, thì chúng ta mới bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời của mình được. Nếu cuộc sống chúng ta bắt đầu đầu tiên là toàn màu hồng, thì một ngày nào đó chúng ta ngã xuống, chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta đứng dậy. Là điều thứ 12 em muốn nói với tất cả mọi người. Điều thứ 13, hãy dừng để ý tới những khó khăn của bạn mà hãy biết ơn những gì bạn có. Thì ngày hôm nay, dịch bệnh là cái khó khăn của tất cả mọi người. Rồi kiếm tiền trước mắt là cái khó khăn của tất cả mọi người. Rồi những người xung quanh chê bai, đánh giá bạn là những người thế này thế kia, mày làm đa cấp, mày lừa đảo, hoặc mày làm cho những công ty này một sớm một chiều sẽ thất bại chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì như nào ạ? Chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi cái gọi là cái tư tưởng để chúng ta đó là sẵn sàng chấp nhận những cái điều đó. Thì chúng ta phải gì ạ? Phải lên dây cót tinh thần ngay từ thời điểm chúng ta dấn thân vào một công việc nào đó. Rồi điều thứ 14, không chuẩn bị nghĩa là bạn sẵn sàng cho việc thất bại. Bất cứ một công việc nào, chúng ta cũng phải lên một kế hoạch, mục tiêu cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng ta, công việc của chúng ta phải có một kế hoạch rõ ràng, một mục tiêu rõ ràng. Và mục tiêu chỉ là một. Mục tiêu chỉ là một nhé, không thay đổi mục tiêu. Mà chúng ta chỉ thay đổi cái kế hoạch của mình. Kế hoạch chúng ta có thể thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm. Nhưng mục tiêu chúng ta không cho phép được chúng ta thay đổi. Ví dụ, ngày hôm nay, mục tiêu của em đó là một tháng có 100 triệu tại Mayland. Mục tiêu là 100 triệu. Nhưng kế hoạch trong ngày hôm đó, trong tuần hôm đó, trong tháng hôm đó, chắc chắn em phải thay đổi kế hoạch thường xuyên để đạt được cái mục tiêu đó. Thì tất cả quý anh chị chúng ta, em cũng mong muốn rằng mọi người phải có kế hoạch cho công việc của mình, cho cuộc đời của mình, để chúng ta làm tốt hơn trong thời gian tiếp theo. Cái điều thứ 15,
Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người của bạn. Thì ở đây có rất nhiều những anh chị đi cùng thời điểm với bản thân Trung. Từ tháng 9 2019, tháng 10 2019 đến nay, rất nhiều những anh chị còn sót lại, còn hành động và còn tạo ra kết quả và còn xây dựng Mayland đến với nhiều người hơn nữa tại xã hội này. Và khi mình gieo một điều gì đó thì mình sẽ gặt được một điều gì đó lớn lao hơn. Với em ngày hôm nay em gieo cho cộng đồng của em gieo cho những người bạn của em cái niềm tin, cái nhân cách của một con người và cái tâm của một con người, thì ngày hôm nay những người đó họ sẽ theo mình bởi vì mình đã cho họ được một cái niềm tin, một cái giá trị, đồng nghĩa họ theo chúng ta. Còn ngược lại, nếu chúng ta chỉ suy nghĩ và làm việc theo cá nhân của mình, luôn luôn hướng về bản thân chúng ta, cái gì cũng luôn cho mình là đúng, cái gì cũng luôn dồn về cho mình để mình được hơn mọi người khác, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ mất tất cả. Và cái điều thứ 16, cái cuối cùng em muốn chia sẻ với tất cả mọi người: không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ. Đó là châm ngôn cuối cùng mà em mong muốn gửi tới tất cả mọi người. Cho dù ngày hôm nay tất cả mọi người rơi vào hoàn cảnh nào, rơi vào bất cứ một cái cuộc sống nào, thì chúng ta cũng phải đứng lên để bước đi. Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ bất cứ một cái gì đem đến cho chúng ta ngày hôm nay, cuộc sống ngày hôm nay. Đó là giá trị chúng ta rất là lớn. Chúng ta phải tự hào rằng chúng ta vẫn còn cha, còn mẹ, vẫn còn anh, còn em, vẫn có những người thân xung quanh chúng ta để chúng ta gọi họ là những người nhà, người thân của mình. Còn có bao nhiêu những người ngoài cuộc sống, ngoài xã hội, họ là những người khó khăn, họ là những người ăn xin ăn mày, họ là những người mồ côi ngoài cuộc sống, thì họ vẫn có động lực để sống, để sinh tồn. Việc gì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đó là làm gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta phải, đó là phải bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là cái sai lầm nhất của cuộc đời chúng ta. Đó là cái điều cuối cùng mà em muốn rằng truyền đạt tới cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người chúng ta, tới tất cả mọi người. Thì hy vọng rằng cái buổi chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay sẽ đúng vào một cái điều nào đó trọng tâm của một anh chị, cô chú nào đó, nhưng ngược lại sẽ làm cho một số anh chị hoặc là các bạn nào đó cảm thấy bất mãn hoặc là không hài lòng, thì em cũng chấp nhận, bởi vì em là một người bình thường, chỉ biết đến cơ hội, và một người rất là giống như tất cả mọi người, không có bằng cấp, không có học thức cao, cũng không được là trau dồi qua trường lớp. Em chỉ nói trên quan điểm và trên cái khả năng của em nhìn nhận và nhận biết để giúp tất cả mọi người chúng ta cùng bước qua cùng em, để chúng ta vươn lên trong cuộc sống này. Và đó là cái điều em mong muốn gửi tới toàn thể tất cả quý anh chị chúng ta. Và trong cuộc sống này thì luôn luôn gặp những điều khó khăn và chông gai thách thức. Em cũng mong muốn gửi tới toàn thể tất cả mọi người rằng cuộc sống này không bao giờ bằng phẳng cho tất cả chúng ta đi, mà chúng ta hãy cố gắng để bước đi trên con đường chông gai đó. Và cuối con đường sẽ là một vườn hoa thơm, trái ngọt dành cho tất cả mọi người. Mình cũng chia sẻ ở trên tường Facebook rồi Zalo rồi cả Telegram, nhưng mà nghe cũng rất ít người bắt, tức là cái duyên của mình chia sẻ thì nó cũng có nhưng mà rất ít. Vâng, với câu hỏi của anh thì em sẽ trả lời cho anh như thế này nhá. Bởi vì là mạng xã hội là cái chợ chung cho tất cả mọi người, và những cái điều gì mà nó hot á, nó bắt mắt á, nó đem lại cái giá trị á, thì thường thường những cái bài của chúng ta rất là nhiều view và rất là nhiều comment hoặc là like. Thì với em ngày hôm nay, cái kiến thức của em đem đến cho tất cả mọi người là như thế này. Thứ nhất, khách hàng nhìn vào chúng ta, đó là cái hình đại diện là đầu tiên. Cái hình đại diện chúng ta quyết định 50% cái sự thành công trên cái bài đăng của chúng ta. Tất cả quý anh chị chúng ta, nếu trên Facebook, trên Zalo chúng ta có những hình đại diện mà không có đẹp mắt lắm á, thì chúng ta hãy trau dồi cho chúng ta một cái hình đại diện chuẩn nhất, đẹp nhất, để chúng ta bắt được đó là ánh mắt của khách hàng. Bởi vì là giữa hai người trực tiếp
gặp nhau, điều đầu tiên họ nhìn vào khuôn mặt của mình, sau đó họ mới lần đến đó là cái tâm của mình như thế nào. Còn giữa hai người gặp nhau đối diện, họ sẽ nhìn vào cái mặt là đầu tiên, có phải không ạ? Thì trên trang Facebook chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tạo cho chúng ta một avatar đẹp vào, chất vào, chuẩn vào thì chúng ta sẽ thu hút được khách hàng. Thứ hai đó là cái gì ạ? Cái bài viết hàng ngày của chúng ta luôn luôn phải có năng lượng, không được nói tiêu cực ở trên đó, không được đăng đàn những cái mà vớ vẩn hay là những cái tiêu cực trong đó, mà chúng ta luôn luôn đăng những bài tích cực về cuộc sống, tích cực về gia đình, tích cực về cái đường hướng chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể làm những video ngắn 1 đến 2 phút nói về cuộc sống của chúng ta chẳng hạn. Thì đó là những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta thu hút được mọi người xung quanh hiểu về mình hơn. Còn chúng ta cứ đi chia sẻ những cái trang, ví dụ như xin lỗi mọi người là tai nạn giao thông hay là hiếp dâm hay là vân vân và vân vân, những cái đó nó vô bổ lắm. Mà thường thường là chúng ta mất đi lượt like, lượt theo dõi rất là nhiều. Mà chúng ta hãy tự cảm nhận bản thân mình, hãy tự tích cực của chúng ta qua các bài đăng, các video và các cái content ngắn để chúng ta thu hút khách hàng. Điều này rất là quan trọng. Và em cũng vậy, mọi người cứ lên tường của em xem, Trung Boy Nguyễn. Mọi người lên tường, mỗi ngày em đăng ít nhất 3 bài tích cực về bản thân, tích cực về Mayland, tích cực về công việc. Và luôn làm những video ngắn để thổ lộ những cái tình cảm trong gia đình chẳng hạn. Thì khách hàng thường thường là họ sẽ tìm đến đó. Và họ sẽ cảm nhận được, cái người này chân thành, mộc bạch, nói ra bằng cái tâm của mình thì họ sẽ theo mình thôi. Đó là cái câu trả lời của em ạ. Cảm ơn bạn Trung. Và rất là nhiều người chưa biết thông tin về Mayland, thì em mong muốn là mọi người hãy tạo cho mình một kênh YouTube riêng. Mỗi người có một cái, cho dù chúng ta nói đơn giản thôi, nhưng cái tính chất chúng ta đó là truyền tải thông điệp đến cộng đồng thì giá trị nó sẽ hơn rất là nhiều. Đúng, chính xác. Cảm ơn bạn Trung rất nhiều. Vâng, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Trung. Và cũng chúng tôi thấy là cũng rất là cảm phục. Thứ nhất là cái tuổi đời của anh Trung cũng không phải là nhiều. Rồi thì cái học hành cũng không được học qua trường lớp. Đấy, nhưng mà quá trình ấy thì tham gia vào cái sàn thương mại điện tử này thì phải nói là có rất cái bề dày kinh nghiệm. Và cái phần trình bày hôm nay thì cũng để lại chúng tôi là những cái nền tảng tư tưởng, cái quan điểm trong cái kinh doanh, cái làm kinh tế trong cái thời đại là công nghệ 4.0. Thế thì cũng muốn rằng là anh Trung ấy, là với kinh nghiệm của mình thì bây giờ ấy là trên thực tế thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái sàn thương mại điện tử, mà cái sàn nào ấy là khi mà mới ra đời thì cũng quảng cáo rằng ấy là thế này thế nọ, mang lại cái ý nghĩa rồi cái tài chính cho mọi người tham gia. Đó. Và thực tế thì không ít những cái sàn ấy là chỉ được độ nửa năm hoặc là một năm hoặc hơn một năm ấy là sập. Đó. Thì anh Trung ấy là chia sẻ cho chúng tôi xem là bây giờ cái khả năng, cái rèn luyện để mình có một cái khả năng thẩm định là cái dự án nào là tốt, cái dự án nào là mình không nên tham gia. Nói thì nói vậy thôi, mà cái ý chí của mình thì vậy, nhưng mà mình không đủ cái năng lực mà mình như là thẩm định nó, thì khi mà thất bại, ví dụ như đầu tư một cái khoản lớn vào mà mình thua thiệt thì nó sẽ không những mà ta mất về tiền bạc, nhưng mà ta mất còn về uy tín, về vấn đề này với nọ, vấn đề khác, ảnh hưởng đến gia đình xã hội. Thế thì cũng xin đặt vấn đề với Trung như vậy, và cũng rất cảm ơn cái phần chia sẻ rất là tâm huyết mà rất là trình độ của anh Trung. Thì em cũng có nói chuyện với là nhiều cái đối tác rồi, nhưng mà bây giờ là họ cũng cảm thấy là cũng có kích thích rồi, nhưng mà cái cách mình chốt họ luôn ấy, chốt họ luôn để họ tham gia, họ đầu tư vào luôn, thì có một số thì em cũng nói với họ hẹn để mà ra văn phòng luôn, nhưng mà cái thời gian để họ ra văn phòng thì nó là cũng hơi phức tạp, cho nên em muốn làm sao mà bên như mấy anh làm lâu rồi thì mình có cái cách chốt sale nào nó hiệu quả thì là chia sẻ cho bọn em với, để mình chốt cho nó hiệu quả hơn để cho mình. Vâng, cảm ơn chú Hùng rồi với bạn Linh. Với hai câu hỏi này thì em sẽ trả lời nhanh cho chú Hùng. Câu hỏi đầu tiên
Thực sự á, lựa chọn một dự án Việt Nam cũng như trên thế giới bây giờ á, mọi người cứ để ý xem à, tại làm sao thế giới nó đổ các dự án vào Việt Nam. Bởi vì á, mọi người cứ để ý khoảng 3-4 năm nay trở lại đây, các dự án mà nhất là các dự án hip trá hình nó đổ từ thế giới về Việt Nam rất là nhiều. Bởi vì là thế giới nó thông minh ở chỗ đó là nó có cái big data, nó sẽ như nào ạ? Sẽ biết được rằng á, con người Việt Nam chúng ta thường là hay kiểu là lòng tham nó quá lớn. Nó sẽ đổ các dự án ngắn hạn vào Việt Nam trong thời gian qua rất là nhiều. Mà nhất đó là năm 2018 đến năm 2019 nó đổ rất là nhiều các dự án vào mà chúng ta đó là sập bẫy rất là nhiều. Và tiền của người Việt Nam đó là làm giàu cho quốc tế là như vậy. Nhưng để tất cả chúng ta phân biệt những dự án tốt hay những dự án xấu không đơn giản để chúng ta phân biệt được nếu chúng ta không phải là chuyên gia. Mà nếu chúng ta muốn để phân biệt được á, thì có những cái điều này để chúng ta phân biệt. Thường những dự án mà chúng ta nhận lãi về hàng ngày hoặc chúng ta nhận lợi ích lợi nhuận về hàng ngày, hàng tháng, hàng năm á, ngắn hạn á, là thường những dự án sẽ rất là rất là mau chết, gọi là nhanh scam. Mà trong giai đoạn mà nó lên chiến lược, thứ nhất là khuyến mãi rầm rộ, thứ hai tổ chức sự kiện, thứ ba trao quà trao tặng nhiều, thì thời gian đó xin thưa với tất cả mọi người rằng nó chuẩn bị ra đi. Và nếu chúng ta đang trong giai đoạn đó thì chúng ta hãy cố gắng rút lợi nhuận hoặc rút cái tiền chúng ta đầu tư nhanh lập tức. Đó là cái kinh nghiệm của em đã trải qua rất là nhiều năm và đã ăn nằm với các cái kênh đó cũng khá rất là nhiều trong thời gian quá khứ và đã thấu hiểu. Thứ hai, nếu chúng ta nhận biết những dự án đường dài mà chúng ta cho đó là những dự án tốt, có tiềm năng, thì chúng ta nhìn vào ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái ông mà đứng đầu dự án đó, ông có cái tầm cỡ như thế nào tại quốc gia đó, trong lĩnh vực đó, ông có những bằng cấp gì, ông có những đạt được những cái gì của thành tựu của thế giới hay là của Việt Nam hay là của nước ngoài hay là của một đất nước nào đó hay không. Quan trọng là cái ông đó. Cái quan trọng thứ hai, cái nền tảng của dự án đó ra nó là bánh vẽ hay là nó sự thật là có cái sản phẩm thật. Nếu có sản phẩm thật á, thì dự án đó tồn tại được lâu dài. Còn dự án mà không có sản phẩm thì đồng nghĩa một dự án bong bóng, thì một ngày nào đó nó ôm tiền chúng ta nó chạy. Cái vấn đề thứ ba đó là chính sách. Nếu chúng ta dựa vào cái chính sách là đa cấp, chúng ta hưởng tầng tầng lớp lớp nhiều, giống như rất là nhiều dự án cho nhà đầu tư hưởng tới 80% đó là hoa hồng, ví dụ như vậy. Có những dự án hiện tại bây giờ thì thường thường những dự án đó nó rất là mong manh cho chúng ta, hệ thống rất là dễ gãy, nhất là đó là đi theo đó là gì ạ, sơ đồ nhị phân là rất là dễ gãy. Mà chúng ta hiện tại bây giờ là công ty chúng ta không áp dụng mô hình đa cấp, không áp dụng mô hình nhị phân, không áp dụng trả thưởng trả lương nhiều tầng nhiều nhánh gì hết, thì chúng ta hãy cứ yên tâm để chúng ta làm việc và chúng ta đầu tư. Chúng ta vì là chúng ta là đang là một công ty rất là truyền thống luôn và áp dụng hình thức công nghệ 100% để phát triển về công việc và nhu cầu cho lĩnh vực bất động sản, thì ngày hôm nay chúng ta hãy yên tâm như vậy để chúng ta phát triển. Anh Trung thì khỏi phải nói, không cần bàn nhiều về đó là doanh nhân Hoàng Mai Trung. Thứ hai, nền tảng này ra cuộc sống, ra xã hội, ra cộng đồng được sự đón nhận một năm qua hơn 20.000 nhà đầu tư, quá yên tâm rồi. Thứ ba, về chính sách lại quá yên tâm hơn nữa vì chúng ta không đi theo hình thức đa cấp, không lo gãy hệ thống nửa chừng. Và cái số tiền mà chi trả cho hệ thống đó quay lại phục vụ cho sản phẩm, phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho lợi ích của công ty. Có phải là ok không ạ? Đó là câu hỏi dành cho chú Hùng. Và câu hỏi dành cho bạn Linh là kết quả để bạn có thể là tạo ra được nhiều F1 hoặc tạo ra nhiều khách hàng hoặc là có thể là chia sẻ và gọi là ốp chốt lần cuối để khách hàng ra gói đầu tư. Thì cái này á là bạn phải hiểu như này. Cái điều đầu tiên, bạn muốn chia sẻ cho một khách hàng tin tưởng bạn, bạn phải hiểu bạn đang làm gì. Bạn phải hiểu ngày hôm nay, ví dụ bạn ăn cái bánh mì, bạn phải hiểu cái bánh mì đó đem lại được lợi ích gì cho bạn. Thì nếu bạn có lợi ích thì cái người khách hàng đó họ cũng cảm thấy có lợi ích. Nếu bạn làm Mayland, bạn phải hiểu Mayland có lợi ích gì, Mayland ai đứng đầu, Mayland đem đến giá trị như thế nào. Khi đó thì người khách hàng đó cảm nhận được
từ cái ngôn từ bạn thoát ra, từ cái cách bạn diễn đạt, từ cái câu chuyện của bạn gửi đến cho họ, thì họ sẽ cảm thấy niềm tin hơn. Còn ngược lại, nếu bạn chia sẻ cho khách hàng, bạn chỉ ấp úng 1 đến 2 câu từ thôi, bạn hoặc là khách hàng đó hỏi bạn vặt 1 đến 2 câu, bạn không trả lời được, thì bạn sẽ mất khách hàng đó ngay lập tức. Cho dù bạn là thông minh cỡ nào, nhưng bạn chỉ trả lời sai hoặc trả lời có thể là không chắc chắn, không dứt khoát, thì bạn có thể là mất người khách hàng đó. Thì ở đây bạn cần đó là trau dồi cái kiến thức của mình nhiều hơn tại Mailand, và cố gắng học hỏi những anh chị đi trước về cách ốp khách hàng, cách OP khách hàng là ok.